thời gian lấy đi tuổi xuân. Và con lấy đi sự sống. Ủa quanh thừa đèn dầu thấm, gió lùa vào tuần đêm. Tuổi em cũng như hoa mới nở, và người thầm mong được đưa đón chân em. Gió xa anh còn chân tay hoài, xanh đèn chưa dứt nên lần lần tình duyên. Tại bịch chào vậy. Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Thanh Nhã TV. Thì hôm nay rất là đầy đủ mấy anh em trong team cho mọi người. Có Sang, rồi Toàn, rồi nói chung là đầy đủ hết. Có chị nó đang cầm máy quay với mọi người. Thì hôm nay đầy đủ hết cho nên là anh em mình sẽ nấu một cái món ăn để bồi bổ sức khỏe của mấy anh em. Món gì anh Phương? Cháo má heo. Má ai anh Phương? Má heo. Má heo. Chị đang nấu nước súp nha mọi người. Cái này là đang nấu nước súp. Ủa đang nấu cháo mà. Đang nấu cháo. Anh bỏ gạo vô chưa? Chưa. Sôi mới bỏ vô. Đâu có gạo đâu bỏ. Đâu có gạo đâu. Vậy hết rồi đó, để vô ăn rồi đó. Để nước súp là cháo đâu? Không có. Là súp heo chứ không phải cháo má heo. Cháo má heo. Cho Sang Vĩnh Hưng chữ má ai? Anh chữ má ai? Cháo má heo. Quần ha. Nói chơi mọi người, hôm nay nấu một cái món gọi là cháo má heo. Thì món này do anh Phương trình bày cho nên là cái chuyện nấu nướng là để anh Phương nấu. Đúng mấy rồi. Anh em không biết mọi người, giờ mấy anh em phụ gì nãy giờ. Cháo má heo hiếu cao má ha. Nãy giờ mấy anh em phụ sắc gao rồi nấm gơm lùm lum rồi. Rồi giờ chỉ việc đợi nấu cháo má heo thôi mọi người. Giờ nấu sao anh Phương, hướng dẫn mọi người anh Phương. Thì cái này nước sôi xong để má heo vô. Nấu. Heo nó chín là lấy ra cái bỏ gạo vô, bỏ huyết. Là heo này đã nấu chín rồi đúng không? Chưa, cái này mới chín rồi nãy mới luộc rồi. Nãy luộc sơ cho nó luộc cho nó ra mặt cái gì bợn dơ. Dơ, ra chất dơ, còn giờ mới gọi là xúc mấy miệng rửa mặt rồi đó. Rồi ok, thì giờ mấy anh em sẽ đợi cái nồi sôi xong rồi đổ gạo vô cho nó thành cháo. Xong rồi mới đặt hồ mấy thưởng thức cho mọi người nước miếng là hơi nhiễu nhiễu rồi đó. Đây mày kéo anh rồi. Đây mày kéo đi. Kéo làm gì? Cắt đi nói sầu anh tay cắt đi nói sầu. Cắt luôn cả bông. Nói đâu đã cạn, cơn mưa trong cung đều đã cạn. Anh bán đi môi nói buồn để chẳng còn gì mà thanh thản. Chân trời sao vẫn được còn tìm anh về đâu. Mẹ sống luôn. Sâu trùng đây đưa hàng năm yêu lần đầu tiên. Chưa từng cho phép khi từ anh không cho mình đâu. Nhưng lòng mẹ bao la như biển hay bình. Chân anh tình cha ấm áp như dân hay dương. Cắt chưa? Chữ này khùng hả? Mất dạy mày. Mình đâu ai? Đó, có đồ chơi nữa kìa. Em ra bờ sông như hàng lứa đôi. Ủa nãy cái đổ mình ra mà anh vô đợt nữa mày đó em ca luôn á. Để chưa đổi á. Ra bờ sông. Ủa mà mình hai ba bình luôn rồi ta. Cái lương qua thì không phải. Đạn cổ đạn này đâu được không? Tăng 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 tăng. Biết là anh bờ sông. Tôi vô được, không chịu. Em là ai từ đó bước đến nơi đây dịu dàng chân thương. Anh Phương. Em là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương. Ngắm em thật. Cái cha cha nè. Làm là được lắm rồi. Vô giờ chơi má súp đi cho nó hay.
Bác súp đó, cha cha bác súp rồi rồi. Trả lời anh yêu thương mới, xin người hãy về nơi đây. Thì sắp tới mấy anh em có chuyến đi Gạch Giá, thì mọi người ai ở Gạch Giá, ở Gạch Giá Kiên Giang, rồi vòng vòng lăn chặn kiểu mấy anh em sẽ đi câu cũng mãi mọi người, nói chung là vậy đó, nhưng mà không phải đi câu mà gọi là đi sinh tồn rồi đó. Thì mọi người ai ở đó thì có thể comment biết những thông tin gì về ngoài đó thì comment cho anh em mình biết nha mọi người. Với lại hôm nay anh em mình có một cái kênh TikTok, thì anh em mình sẽ để cái đường link kênh TikTok của anh em mình ở dưới phần comment. Ủa, đây mọi người, đường link của mình không ra chưa lộ hả? Chưa lộ link nên chưa có lộ link. Đây, cho lộ link đi. Kênh TikTok của mấy anh em đây mọi người. Thôi giờ mình sẽ để cái tấm hình cái TikTok của mấy anh em mình ở trên màn hình cho mọi người xem ha. À, để vậy đi. Thì mọi người bấm là A cộng Thanh Nhã Vlog Xếp Gạch TNB là sẽ ra. Còn không thì mọi người bấm là Thanh Nhã TikTok thì nó sẽ ra nha mọi người. Tấm hình đại diện là của 6 anh em mình luôn. Cho anh em mình đứng được cả mấy follow, được mười mấy ngàn follow rồi đó mọi người. Mọi người yêu thương mình, anh em mình, thì mọi người vào trên TikTok cho anh em mình một follow và một team những video nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây, nữa là bên mình có chơi BK không? BK còn chứ. BK mà 6 thằng ai vô chơi. Có mình BK với người khác. Nhưng mà bên người ta có 1 người, 2 người, mình 5, 6 người rồi sao vậy? Vậy vậy mới hô anh. Vậy hô hay như vậy. Rồi đợt dịch đôi quận lần rồi. Chơi ai? Bạn kia Sài Gòn. Lên sơ. Thế bạn ấy đi mà giết cái bài xong nguyên đám đội quần nhảy vô giữa đi. Rồi giờ mấy anh em cũng đang ngồi đợi mọi người thì chắc thời gian nó hơi lâu. Hơi lâu rồi, tại vì nấu cháo rồi nó phải hơi lâu mọi người. Thì mấy anh em ngồi nói chuyện chơi. Anh có gì để nói không anh Phương? Giật gì mà cắn hổ gì cắn không có độc đó. Để nói rồi. Không có gì để nói thôi, anh em mình xin tắt nha mọi người. Không ấy, mình giờ mình thử hết đi. Thử hết gì? Thử hết một ngày không quay của tem Thanh Nhã Vlog. Rồi mình quay một ngày không quay đi. Rồi vậy hồi ăn xong cái mình không quay. Quay mình đi uống nước. Được đó, mình quay một ngày không quay, anh hiểu không? Là một ngày mình không quay. Rồi mai có đá sang Vĩnh Hưng không kìa, nhật kìa. Ở đây chưa già mình lãnh luôn. Đây hại não dữ lắm mọi người. Đây là khủng khủng luôn. Này lễ luôn ha. Lễ gì? Có liên quan gì? Gì? Lễ gì? Lễ đó. Vậy mày lên mày đăng là khéo. Mà đợi đợi vô cháu thôi mọi người, đợi đợi cháu xong. Giờ mấy anh em đổ vô nha mọi người, đổ thịt vô trong cái nồi luộc một lần nữa cho nó sạch nha mọi người. Cái này luộc là chín luôn đó. Luộc này là chín luôn đó. Đó. Mua chế độ đủ nằm vô khỏi ăn cháo thôi. Dẹp luôn đi ha. Dẹp cháo luôn. Kệ mua chế độ đủ xem ơi. Này nước kia dơ không, nước này dở sạch rồi nè. Nước này là múc nước biển bên chè mọi người. Này chín rồi nè. Rồi mình múc ra nha. Múc ra mới thả gạo vô mọi người. Giờ cho gạo vô mọi người, gạo nãy mình rang rồi nè. Wow, thơm quá trời luôn anh này. Nhắm vô ăn hả nhỉ? Em no rồi anh Phương. Bữa nay em no ngon ăn hả? Nó chơi chứ mình nãy mình lỡ ăn cơm mọi người. Trời ơi, nãy lỡ ăn cơm trước khi nấu cháo rồi. Cảm ơn nha. Chứ cái đứa vậy này đang giữ cân nữa cho nên không có. Hôm nay giờ mình quay cho mấy anh em ăn bữa mọi người. Giờ anh không ăn nữa. Đợi hồi nhã ăn chung rồi. Tao muốn mẹ miếng giá rồi. Ăn luôn đi quay mà. Quay mà ăn luôn đi thầy. Đúng rồi này. Ăn đi. Ăn gì ăn chung luôn. Muốn giá vậy gấp gáp gì đâu. Còn mấy anh em. Hành chính cho thầy. Thành chín nha, thành chín. Cho miếng giá vô đi luôn đi. Đó, ăn đi. Nãy giờ Cường thấy nó chín từ trong chín ra luôn. Chấm chấm luôn ha. À, mình sẽ... Dạ, em ăn trước hả? Đâu quá, rồi mời mọi người cứ ăn bình thường đi. Ăn trước sao đồ vậy? Ăn bình thường chứ có rồi đó. Dạ, dạ, quyết thì nóng nha. Xanh. Mọi người mưa nữa. Mời đây cả mọi người nha. Mưa lử cháo giờ này lại lạnh ăn tới một vàng luôn. Trời mưa mà ăn cháo là thôi hết bài rồi. Nói hơi nước sôi nè mọi người. Trời mưa mà có cái nồi cháo như vậy thì nấu gì nữa. Khúc này đẹp nè. Tôi hứa luôn bữa nay mà có bát hai tôi là hai bát cháo hai chú. Mày ăn đi coi giúp mày sạc. Tôi làm sạch nó mà sạc. Nè, dẫn về luôn ha. Cháo hộp nó hơi mùi gạo gan của anh Hạn đang gan nãy. Cái này nãy chín rồi nha mọi người. Mình bỏ vô cho. Bữa nay là mình không có gớ tay gớ chân vô món này của anh Hạn cho mọi người.
ngon quá. Cải được kìa. Uống mấy cháo hành không đó. Anh Phương không ăn, anh Phương. Không, xíu mà ghi cộng hành nữa. Sao vậy anh Phương? Sao vậy? Họ ăn trúng em hay gì? Họ ăn trúng cưng luôn. Anh Phương bữa nay không ăn. Phải, còn mấy đứa trong kia nữa. Ừ, có lửa hơn luôn. Sao mà ăn được hả? Anh Phương không ăn rồi. Nhưng mà sao, sao? Nó rất ngon mọi người. Thơm tuyệt vời á. Rất tuyệt vời. Mình mời mọi người ăn một bữa tiệc dưới mưa với anh em mình nha mọi người. Vừa mưa xong anh em mình vừa có nồi cháo rất là ấm bụng mọi người. Tiêu hành này kia, nói chung quyết là quay chị hai máy với mày. Quay hai máy, bữa nay em chưa quay hai máy. Nặng lắm á, đang máy em cầm giùm máy cho. Ờ được rồi, để quay hai máy, quay xíu tắt rồi, hơi tắt rồi nè. Để má heo vô anh hãng quên á, còn má heo người. Tại mình hướng hướng cháo chưa. Cái này mình ăn miếng đi nha. Ok ok. Mà mọi người hấp cháo hút rồi em đi. Bây giờ nóng. Rồi quý cầu ống rồi. Nó mẹ lắm. Chơi chơi vừa mưa xong luôn ha. Đúng công nhận nó đúng rồi tiếc kìa. Nè má heo vô nè mọi người. Đang được cho anh hãng. Má heo nha. Đây. Chứ ai mày? Má heo. Nhỏ rồi nè. Đấy, đúng rồi cứ quá trời. Em cục này đi. Quá nhỏ với Hương. Cái này là đã chín rồi, anh luộc hai nước rồi nhưng mà anh em muốn hâm lại, hâm nóng rồi. Nóng. Thơm lắm mọi người, cháo này thơm. Wow. Ăn bắp tay luôn đi. Trời ăn bình thường đi, anh em ăn tự nhiên, cái này ngon, món ngon lâu là ngày mới có mà. Tuyệt vời. Mọi người cũng thật luôn, má heo nha. Đâu phải má heo này, cháo này ngày nào cũng nấu đâu mọi người. Rồi máy kia đâu rồi? Lâu lâu. Hả? Rồi máy kia đâu rồi? Tắt rồi. Quay à, khúc mà đang TikTok hay nặng quá à, thôi lâu lâu mới làm nè TikTok gì ba này cũng hơi lông nữa đang TikTok hay gì vậy nhỉ? Đúng rồi, đây nó mấy lần rồi nó lớn hơn mày rồi, nó chuyện kỳ cục. Ừ mà ba làm mấy chuyện cái gì tào lao không à, mà nó gùi bu đi, gùi bu kiến động. Thôi được anh hãy để đi chút, để đi chưa anh với nhà nhã đây nữa. Thì anh ăn ở ngoài không à? Ừ. Không ăn cháo sao rồi có ăn này thì anh này chấm cho cháo cho nóng mà nãy. Thôi giờ mình sẽ quay mấy anh em ăn nè. Toàn nè. Quay gần gần đây nè. Quay anh chấm cục má heo anh biết nóng dở. Hiểm hả, hiểm hả. Toàn kìa. Mà mọi người nha, quên nữa. Đâu anh Phương? Ăn cho hết. Bất lửa rồi chị. Rồi ăn cục má heo mà tớ liền không? À, quay cục má heo này thôi. Đứa nào cũng ăn cục má heo chứ. Trời mưa á mọi người, lạnh lạnh đó, mà ăn cháo má heo thôi. Ấm bụng giờ rồi. Hết bà. Ấm bụng mà bí vô, tiêu quá. Ngon 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 ngon. Mình chấm nè mọi người, mình chấm nè mọi người. Mình chấm miếng mắm nè mọi người. Quá trời đã rồi. Mệt cả mưa rồi nha. Thì mùi tiêu nó cay cay cay. Có cục nào nhỏ nhỏ không ta? Lạnh rồi. Nhiều ước mơ, trời hấp miếng cháo. Cháo nó ngon lắm, hấp vô, hấp vô. Mở tiệm rồi, mấy món cháo kia ế hết quá. Nói gì nữa. Là nói trước nha, chấm còn. Chẳng còn nồi á. Đừng có ngại chứ. Nhiều. Còn mà ít, không có nhiều. Thì cứ ăn ngoài đây đi, ngoài đây nhóc chân nè. Không đủ đó. Trời không đủ á. Mưa lạnh mà ăn cháo rồi, không đủ rồi chắc rồi. Trời nó cắn miếng nhỏ ra luôn rồi. Thấy nhìn nó quýnh cục tường kia nhìn thấy. Thèm không? Đã thèm. Đây thêm có bộ đồ lòng nữa ha. Có má heo mà lòng gì? Nước khoèo. Má heo mà lòng. Má cháo mà. Rồi ăn lấy muỗng không? Ừ, lấy muỗng không? Múc. Lên lên lên. Nãy giờ nóng nổi. Nói. Ngon gom. Ngon thiệt nhỉ. Vừa nóng, nóng vừa cay. Nóng ở đây mà cẩn thận nè, không bự á. Vừa nóng vừa cay luôn. Nhưng sao giờ món cháo hôm nay. Rồi nghĩ sao giờ món cháo hôm nay. Cái gì nhỉ? Very good. Very good. Very good tiếng Anh luôn nha mọi người. Trời ơi, very good nghĩa là gì? Chắc 10 điểm á. Vì quốc là gì? Chắc 10 điểm á. Tuyệt vời. Ờ à, tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tao nói vậy thôi chứ tao cũng biết. Ăn cháo có biết tiếng Anh luôn, chắc mai mốt quán cháo là đắt dữ. Tới tôi à. Sang quốc 2 năm gom tới tôi liền, tôi mời lại mọi người. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời này tiếng Việt nha mọi người. Tôi sẽ nhận cái xét cái món này cho mọi người xem. Mời tất cả mọi người nha. Tiếng Việt nha. Ôi dồi, ăn mà thấy thèm luôn á. Không có gì bằng hương thời để lại nhân quả không được. Vừa mưa xuống, mưa xuống nha. Mưa. Chỉ cho mưa xuống ăn đồ nướng sẽ quất rồi nha. Không có vô bài bản gì chứ. Ấm lắm. Ngon thịt sự. Mọi người nha. Làm đá cháo thì mình cháo ngon đó. Ăn ấm bụng mình. Dạ. Ăn nào, ăn nào, ăn nào, ăn nào.
tưởng heo còn sống không. Mọi người có má heo nha. Hai mắt heo mở mắt ra hết hồn. Hai ba chứ. Xin lỗi anh đi. Hai người heo mở mắt ra hết hồn. Ồ, làm ráng hơn. Ôi ơi. Trời ơi. Anh nó bị ngủ chích. Cải được kìa. Dậm vô. Bụng. Mình khỏi cần ham luôn mọi người. Này là bếp ga bật liu 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 hoài đó mọi người. Hết chậm nó ngon hả? Ừ. Thứ gì không? Miếng gừng sắc vô một cái. Gừng đây ai ăn được đâu sắc. Cho ấm lòng. Miếng cháo mọi người, mình làm thêm miếng cháo quá ngon rồi. Ừ. Nói hài đó. Người nha. Thường. Bây giờ anh ăn không ham luôn á. Anh ngồi ăn ngủ rất hả? Không giống nóng. Ăn đi hết ấy thêm làm gì lén lút gì vậy? Nhấp nó dần. Nó nhìn thấy ngon rồi. Nghĩ đói lắm nhìn. Đó, ộp 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 vừa vừa ha. Đột quỵ luôn rồi, đột quỵ luôn rồi. Ơi. Gì đó? Ăn cháo không có đột quỵ. Không biết nóng ruột không rồi. Chín luôn ha. Trời ơi, vô chín chín mà tử chín vậy. Ngày xưa cũng vậy, ngày xưa cũng ăn ba quýt nè. Đúng rồi đó, 10 năm ăn cháo. Đi chơi ghệ ăn quýt nè. Chạy hả gì? Ngồi ba vô nhà tắm. Văn đạn quýt là có rồi đó. Đúng rồi. Vô tiểu là lớp đó mới yêu hay gì mới biết yêu mà là làm công ty chơi anh em rồi này kia cũng gửi này kia cũng ăn biết nè sao xong rồi vô nhà ghé chơi có Vĩnh nha đang kỉnh nè có vô Vĩnh Vĩnh bà Vĩnh đang kỉnh nè à, quên đang húp cháo đó quên dội luôn là nước không nước xong là anh chị chủ nhà vô gặp hỏi cái không đôi quần luôn. Hỏi này làm gì? Tại vì từ tan ca sớm cho đi về nhậu quyết chân. Mà đặt không hay là lỏng nước không à? Trời ơi. Hồi đó là chưa chiên gian quyết chân đâu. Giá quyết chân. Thôi được rồi kể mọi người. Cũng ngon chứ ha. Không có cảnh mà. Đố mà hơi hộp luôn. Cứ chiều nào ăn đang làm xuống cầu Bà Khánh hai chiếc quyết chân mít rượu đó mày. Bữa đó quyết cũ hay sao? Cầu Bà Khánh. Thì cũng mắt mở mắt ra hết hồn. Con cát kè màu xanh màu đỏ khúc sau ca bậy quá không ca đâu áo màu đỏ màu xanh không ngon ha không ngon hết món này không có ngon mọi người thề đi nhớ nha nhớ suốt đời thiếu cái năm mà nó vô duyên à. Cho 5.000 bắt tới sáng cũng được. Vô duyên à. Lâu mỗi bị chạy kìa. Lâu mỗi à. Hình như là cái bộ lông y như bàn cháy trà giò hay nè. Dễ rồi. Dạ anh. Bây giờ cái bản gì? Có nó cũng sẽ lắc đầu. Thấy giống chú chích kìa. Sao? Cái như năm rồi. Cảm nhận đi. Chưa. Cảm nhận đi. Tôi. Càng về sau mọi người là cái món nó càng kiểu sắc xuống. Rất là đậm vị. Đúng rồi. À, mình bao luôn nếu anh Phương mở quán cháo là Sa Đéc này đứng đầu á, đắt lắm. Người ta đứng đầu anh Phương. Đứng nhìn đứng đầu anh Phương nghe nói không? Nói chung là cháo nó cũng mềm mềm mọi người. Ngon quá, cháo phải mềm á. Cháo mềm mềm. Mềm mềm với lại thêm tiêu nữa ăn tê lắm. Nãy giờ ăn nãy giờ. Tiêu lộn hàng ghi phim qua ghi phim. Kêu lộn hàng review phim với quá review ẩm thực. Cháo mềm mềm. Rồi, cho kết quả cuối cùng anh Phương món cháo này anh Phương 10 điểm mọi người. Khoan, mà không chịu. Quất hai cục quyết mới chịu. Không nãy em né quyết á. Làm còn ăn nữa mà. Anh kỉnh. Nãy giờ em quất hơi bị nhiều quyết á. Bây giờ nãy giờ ăn cũng nấy rồi. Đúng rồi. Tôi gái cái anh em mình. Ok mọi người. Kết quả cho thấy cái món này rất là ngon mọi người. Món này nếu gà tò là cũng ở mấy năm á. Nói chung là đúng lại món rất ngon mọi người. Mà có à, nãy là mới ngon phải không? Có cái nãy mới đậm đặc luôn. Đúng rồi. Cái gì anh? Nói chung là má heo mọi người. Chặt miếng ra nói chung thịt nó rất là đầy chứ kiểu không như quán ít thịt lắm.
nhà mình ăn á mọi người, anh em ở nhà ăn á mọi người, nên anh Phương nó mua thịt nào nó cứ già đã luôn rồi, cắn một cái nguyên cái họng nước mắm cho nó mặn chát luôn. Nhớ nha, suốt đời hôm nay sao mình ăn cháo anh Phương suốt đời luôn. Ăn cháo mà Phương có cháo. Nói chung là mình xin kết thúc video luôn mọi người, tại vì anh em đã hưởng ước xong rồi, rất là ngon mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi anh em và xem anh em mình làm một cái món cháo hôm nay nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video, nếu thấy hay ngon bấm like, khi kênh ủng hộ anh em mình làm nhiều video hơn hay hơn mọi người. Còn về chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye. Chuyện gì nhớ xương gươm đó mà. Ăn thêm không? Ăn tiếp.